Như tựa đề video, Samsung có vẻ như đang định làm ra một chiếc điện thoại gập với mức giá khởi điểm chỉ tầm khoảng 16 triệu đồng. Và tại sao nhà sản xuất này làm như vậy? Chắc chắn là cần phải nói đến một ông lớn là Apple. Nhà sản xuất đến từ Mỹ này đã nung nấu tạo ra một chiếc iPhone gập. Và các bạn nên biết, phần lớn những cái chiếc điện thoại bán ra thị trường bây giờ mà là máy gập đều đến từ Samsung. Và chắc chắn Samsung sẽ tung ra một đòn phủ đầu trước khi Apple tung ra chiếc điện thoại gập đầu tiên của mình, dự kiến chắc phải 2024 hay 2025. Thì điều đó có lợi cho người dùng không? Các bạn hãy cùng xem phân tích trong video ngày hôm nay. Ok, thì các bạn đã biết đây là Samsung Galaxy Z Fold 3. Tuy nhiên, một trong những sản phẩm thành công nhất của Samsung thời điểm hiện tại không phải là chiếc điện thoại này, mà phải kể đến là Samsung Galaxy Z Flip 3. Chiếc điện thoại đó có một mức giá dễ tiếp cận, hợp lý nhất và bên cạnh đấy bán rất chạy và nó dễ dàng gặp ở rất nhiều người dùng ở ngoài đường. Mình đã thực tế đi cà phê và gặp rất nhiều chị em sử dụng Galaxy Z Flip 3. Đâu là sự thành công của chiếc điện thoại này? Số 1, nó có kiểu gập vỏ sò, kiểu này giúp chúng ta dễ dàng quen thuộc với những chiếc điện thoại truyền thống. Bởi vì sao? Nó nhỏ gọn, nó phục vụ được đúng nhu cầu của một chiếc điện thoại gập là phải tiện gọn hơn. Đó cái đấy, Z Fold 3 là một chiếc điện thoại kiểu là dành cho những ai mà muốn có tablet nhưng mà nhỏ hơn thôi, chứ không phải là một chiếc điện thoại bình thường mà lại nhỏ gọn đi. Thứ hai là giá thành của sản phẩm này là quá dễ để mà chúng ta tiếp cận. Nó không khác gì giá thành của những chiếc điện thoại bình thường. Galaxy Z Flip 3 hàng công ty tại XT Mobile đang bán là gì? 19.590, tức nghĩa chỉ tầm phân khúc với con iPhone 13. Hay là hàng Line New anh em mua ở đây chỉ tầm khoảng 12.990 cho đến 13.890. Đây đều là một mức giá gọi là quá tốt để các bạn có thể mua một chiếc điện thoại gập. Bởi vì sao? Nó khác gì những cái con điện thoại cũ iPhone như kiểu các bạn bây giờ mua iPhone 12 Pro hay các bạn mua 12 Pro Max đâu, đúng không ạ? Thậm chí còn rẻ hơn nhiều. Vậy nên đây đều là những cái nguyên nhân khiến cho Galaxy Z Flip 3 mà thành công đến như vậy. Thế thì phân khúc này Samsung đang bị thiếu một cái gì? Đó là một chiếc điện thoại ở phân khúc gọi là cận cao cấp, chưa tới tầm flagship. Theo một vài nguồn tin dẫn từ Hàn Quốc cho biết là Samsung đang nghiên cứu để sang năm sau có thể tung ra một chiếc điện thoại ở phân khúc chỉ tầm khoảng là 700 đô cho đến là 800 đô là một chiếc điện thoại gập. Và nếu các bạn nhớ rằng Galaxy Z Flip 3 là được ở phân khúc tầm khoảng là dưới 1.000 đô, khoảng 900 gì đó, vẫn là một cái mức giá gọi là cao. Thế thì điện thoại gập mà phân khúc giá chỉ tầm khoảng 16 triệu của Samsung thì sẽ làm gì? Điều đầu tiên là nó vẫn sở hữu thiết kế giống như kiểu là cái chiếc Galaxy Z Flip 3 chẳng hạn. Tuy nhiên nó sẽ bị cắt giảm một vài thành phần. Số 1 là con vi xử lý sẽ không còn sử dụng đầu 8 nữa, có thể xuống là ví dụ như là 7. Và những con chip đầu 7 bây giờ các bạn thấy cũng đủ mạnh để hoạt động một cách mượt mà. Gần đây thì Nothing Phone là một cái thương hiệu điện thoại mới cũng sử dụng một con chip ở tầm trung như thế này. Hay là trước đây Google cũng sử dụng cái chiếc Google Pixel 5 của chúng ta đều là một con chip ở đầu 7 chứ không còn là con chip đầu 8, và nó chứng minh được rằng nó hoàn toàn có thể chạy một cách mượt mà. Điểm thứ hai là có thể cắt giảm đi một vài các yếu tố khác như là kháng nước, không cần quan trọng yếu tố này nữa mà vẫn giữ được một cái thiết kế gập, bền bỉ, màn hình hiển thị đẹp là những cái quan trọng nhất đối với người dùng, chứ không phải là kháng nước hay là cái cấu hình mạnh mẽ. Và mình nghĩ rằng đây là một bước đi hoàn toàn hợp lý. Nó giống như là một phiên bản rút gọn từ những chiếc Galaxy S xuống Galaxy A thì chiếc điện thoại gập này cũng sẽ tương tự như vậy. Thế thì đâu là cái bước đi tiếp theo của Samsung? Rõ ràng các bạn nên biết rằng sự thành công của Galaxy Fold và cũng như là Galaxy Z Flip đã cho thấy là Samsung làm tốt màn hình gập như thế nào. Chúng ta cũng có Oppo, chúng ta có Vivo, chúng ta có Xiaomi, có Huawei, nhưng chưa hãng nào đủ sức để cạnh tranh được với Samsung về điện thoại gập, có thể hạn chế về phần cứng, về phần mềm. Nhưng tại sao Samsung lại sợ Apple? Bởi vì các bạn phải hiểu, giống như cách đây vào năm 2007, khi mà Nokia đang thống trị như vậy, nhưng Apple tạo ra một chiếc điện thoại và đã thay đổi hoàn toàn cách người ta sử dụng smartphone. Và rõ ràng cái vấn đề lớn nhất của điện thoại gập bây giờ vẫn là phần mềm. Trong tất cả các bài review mình đã phàn nàn là điện thoại gập nó giống như kiểu được phóng to ra, các cái app từ Facebook, Instagram, app làm việc vẫn chưa có cái nào thực sự gọi là tối ưu cho cái màn hình gập. Và Apple thì lại là số 1 về lĩnh vực này. Khi họ lần đầu tiên làm ra iPad hay làm ra điện thoại có tai thỏ, tất cả phần mềm phải tối ưu hóa cho cái điện thoại này. Và bởi vậy nên khi mà Apple làm ra điện thoại gập, chắc chắn nó sẽ thay đổi trải nghiệm của chúng ta bởi vì phần mềm của họ làm quá tốt. Thế nên cách Samsung bây giờ phải làm đó là khiến cho người dùng nói đến điện thoại gập là phải nghĩ tới Samsung. Và họ đã thành công ở phân khúc cao cấp, nên cách tốt nhất là hãy đánh luôn vào phân khúc mà người dùng dễ tiếp cận hơn, để khi đó Apple nếu muốn chen chân vào sẽ gặp nhiều khó khăn. Samsung Galaxy Z Flip 4 và cũng như là Z Fold 4 cũng đã chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Như hình ảnh leak gần đây cho thấy là cả hai chiếc điện thoại này sẽ không có nhiều nâng cấp quá lớn mà đều là những nâng cấp nhỏ nhằm mục đích là sẽ có cải thiện về cái trải nghiệm người dùng chứ sẽ không có sự đột phá. Và Samsung đã đạt đến cái ngưỡng hoàn thiện về phần cứng rồi, giờ muốn đột phá thì cũng khó, thế nên họ sẽ tập trung trau chuốt hơn về phần mềm. Và người dùng chúng ta sẽ là người có lợi nhất. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn mua chiếc Galaxy Z Fold 3 chính hãng công ty bảo hành mới, chỉ tầm khoảng 31 triệu đồng tại XT Mobile. Đây là một mức giá các bạn có thể hình dung là ngang ngửa với iPhone 13 Pro Max. Và đây là một chiếc điện thoại gập đây nha. Và Samsung đã cho thấy rằng là điện thoại gập của họ sẽ không hề đắt một chút nào đâu. Thì bởi vậy nên người dùng chúng ta quá có lợi, có quá nhiều sự lựa chọn. Thì các bạn nghĩ sao? Liệu cái mong muốn biến điện thoại gập ngày càng trở nên bình dân và dễ tiếp cận hơn của Samsung có thành sự thật không và nó có tốt với các bạn hay không? Mình đã tiên đoán điều này từ rất lâu rồi, vì mình chắc chắn là Samsung sẽ phải làm như vậy. Và Apple nếu làm điện thoại gập thì các bạn mong muốn nó như thế nào thì comment xuống bên dưới. Đừng quên để lại bình luận ở video cũng như vào các group Vật Vờ Studio hoặc là lên website Vật Vờ Studio cập nhật những thông tin công nghệ này nhá. Hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Ui, công nhận điện thoại gập sắp tới mà chỉ tầm khoảng 15 triệu thôi thì làm review lại hot hòn hòn. Quá ngon.